Mỗi năm vào ngày thứ 23, 23 ngày, nó đều phải ăn. Và những thứ nó bỏ lại, giống như thứ mà nó đã bỏ lại ở quận Poho đêm đó, cơn ác mộng trên bốn bánh xe, là một nỗi kinh hoàng cho tất cả chúng ta. Ồ, đến chỗ trung sĩ đi. Trung sĩ! Trung sĩ! Chúng tôi đã mời chiếc xe tải. Ôi Chúa ơi! Là một chết tiệt trên những bánh xe. Máy scan của cảnh sát, nó nghe được chúng ta. Bất kể đó là gì, những thứ như thế này, tôi không muốn biết nó được làm từ gì. Chiếc xe tải kéo đó ở chỗ quái quỷ nào vậy? 100. Coroner vẫn ở trong nhà giam. Tôi có nên gọi anh ta đến đây không? Những thứ đó là lưỡi cưa. Tôi không muốn điều đó. Đưa cái thứ chết tiệt đó vào trong hầm. Ôi Chúa ơi! Tôi không thể tin được. Chúa ơi, anh đã ở chỗ quái nào vậy? Anh đã mất bao nhiêu người tối nay? Hãy giữ bình tĩnh và trả lời tôi. Ba nhân viên, một tù nhân ở dưới xà lim, và đứa trẻ, người mà anh ta đã thổi bay, tên là Jerry. Anh ta tên là Jerry Jenner. Đó là một thảm họa với em gái của anh ta. Vẫn đang chở họ hàng của mình ở bên trong. Họ đang trên đường từ Stillwater đến. Nơi cuối cùng anh nhìn thấy nó là đây. Đừng chạm vào đó, lùi lại. Cho tôi xem.
Chúng tôi đã ném tất cả những gì chúng tôi có vào đó, Danny, tất cả bình cứu hỏa và nhân lực mà tòa nhà có thể cung cấp. Và nó gây ra rất nhiều tiếng ồn và bốc khói cùng với chính xác những gì mà nó muốn. Cảnh sát trưởng, ông không muốn chúng tôi kéo chiếc xe tải đó. Ông vừa mới kéo nó ra khỏi đây. Ôi không, 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 không. Không thể liên lạc được với họ. Họ không trả lời bộ đàm. Họ lấy nó ở đâu? Đến hầm ngầm hay chỗ nào khác? Chúa ơi, chúng ta không thể để nó ở đó. Ở đây nhìn thấy những gì? Chúng ta phải đưa một hạm đội vây quanh nó. Làm đi, nhanh lên. Tất cả mọi người, ra khỏi đó. Nhanh lên. Đợi một chút, Danny. Hãy cho tôi biết làm thế quái nào anh biết về chuyện này. Bởi vì trước đây những chuyện này đã xảy ra ở đây. Anh nghĩ thứ đó muốn đốt cháy nhà chỉ vì nó muốn đốt lửa trại à? Nó muốn phá hủy thông tin, cố gắng để thoát khỏi những gì mà nó không muốn chúng ta biết. Thế còn cái xe tải đó, cái xe tải đó đang lặp lại lịch sử. Đó là lý do chúng ta phải vào đó và xé xác chúng ra. Không thể nhốt nó trong cái hầm đó. Trông như thể nó được dựng lên chiếc Chevy Cavalier cũ, động cơ Cable. Tôi nghĩ rằng đó là của những năm 1940. Chiếc cần gạt chướng ngại vật đó chắc hẳn phải được làm theo ý khách hàng. Cô mà nói với tôi là một chiếc xe tải chết tiệt như thế cần một chiếc cần gạt chướng ngại vật để làm cái gì? Nên anh biết có thứ gì bên trong đó? Đó sẽ không phải câu hỏi duy nhất của anh. Số 3, anh nghe tôi nói không? Số 3, xin hãy nhắc lại, trung sĩ, phải nói với người lái xe rằng đặt chân của anh ta lên chân ga, chúng tôi đang cố gắng. Cái gì thế? Đó là cái gì vậy? Ôi Chúa ơi! Chết kìa! Tôi ngửi thấy mùi của sợ hãi. Anh không thể nhìn thấy thứ đó và ghét nó, như nó có thể lấy mẫu sợ ra khỏi không khí. Báo cáo, đây là Lem và xe tải. Xin hãy trả lời. Đó là cách nó chọn những phần nào của chúng ta để ăn. Đội trưởng, anh có ở gần đây không? Và nó ăn. Đây là Dana. Chúng tôi đang gặp phải tình hình khẩn cấp với cái xe tải để xây dựng lại chính nó. Cô nghe thấy không? Nó đang quay lại. Cái gì vậy? Dừng lại! Frank!
Nó không bao giờ săn mồi ở cùng một địa điểm trong hơn một ngày. Nó đã làm điều đó với quận Pho Ho. Tất cả những gì chúng ta có thể làm bây giờ là đi về hướng Bắc và đi theo các loài chim. Đó không nhiều, nhưng đó là tất cả những gì chúng ta biết. Những con quạ, chúng thường bay đi khi nó xuất hiện. Davis, tôi đã tận mắt chứng kiến thứ xấu xí đó 23 năm về trước. Tôi biết nó, và nó biết tôi. Tại sao anh lại làm điều này? Thật đau khổ khi nhìn thấy con trong bộ dạng này. Mẹ ơi, chị nghe thôi. Được chứ? Hết thời gian rồi. Nó đang quay lại giống như con đã nói. Tại sao? Đừng hỏi nữa, điều đó không quan trọng. Con, hãy nói cho mẹ biết vì sao nó đến đây. Những mảnh vụn của nó bỏ lại phía sau. Chúng chứa đựng đầy đủ bí mật về nó. Đó là những gì được chôn ở đây. Một mảnh của nó. Không còn nhiều thời gian nữa đâu. Nó đang đến đây và mẹ không thể ở đây khi nó đến. Làm cách nào mà con biết nó sắp đến? Bây giờ con là một phần của nó và phải nói với mẹ bao nhiêu lần nữa? Nó biết được những gì chôn ở đây. Nó sẽ đến và lấy lại chúng. Nó giết con vẫn chưa đủ à? Tại sao 23 năm trước nó không đem thứ đó đi? Không còn thời gian nữa đâu. Luôn luôn không có thời gian. Con không thể tiếp tục nói cho mẹ chuyện này. Nếu mẹ không muốn rời khỏi đây để cứu mình, vậy hãy làm điều đó để cứu Addison. Addison. Con nghĩ chúng ta còn tiền à? Kenny! Con nghe thấy chính mình không? Con có nghe? Hãy thu dọn hành lý và đi ư? Thu dọn tất cả mọi thứ, rời khỏi đây, để đi đâu? Ông ta biết nó ở đây, mẹ, bởi vì con là một phần của nó, và nó là một phần của con. Hôm nay, ngày mai, sớm hay muộn, và nó cũng sẽ săn bằng ngọn đồi này, và nó sẽ đào tung những thứ này lên, ngay tại chỗ con đang đứng đây. Và khi nó đến đây, nó sẽ giết bất kỳ ai vẫn còn ở đây. Đi đi mẹ, ngay bây giờ. Chào buổi sáng, anh bạn đẹp trai.
Mày có đói không, anh bạn? Chết tiệt. Đi thôi. Đi nói chuyện với tao, rằng tao không muốn làm chuyện đó một mình. Ba. Bà không sao chứ? Cháu sẽ lái xe vào thành phố. Chúng ta cần cỏ khô. Ai sẽ trả tiền? Cháu nghĩ có lẽ chúng ta vẫn còn thẻ tín dụng ở ngân hàng Hope. Ông ta lại gọi đến. Chúng ta nợ họ nhiều hơn số mà chúng ta có thể trả. Thần đã nói rằng nó, bà không. Eddie, cháu đã nói với bà rồi, cháu sẽ không bán rocket, bà. Bán nó đi giống như bán đi đứa con đẻ của chính mình. Việc mà một người mẹ tốt phải làm, đó là đừng để con mình bị đói. Bà muốn cháu đi đâu đó một vài ngày. Có lẽ ở lại với Gracie. Tại sao? Cháu sẽ đi chứ. Có thứ gì đó khiến bà không muốn cháu ở lại đây? Đúng. Bà đang chờ bạn đồng hành. You got your team. You got experienced men who know this thing. The team is more than law enforcement. The team are shopkeepers, farmers, anyone who's looked this thing eye to eye and lived to tell about it and wants to do something about it. Davis. Davis. Hey, you're the best goddamn sharpshooter in all Poho County or any other county. You got questions about that too now? When I raised my gun to that thing, I couldn't pull the goddamn trigger because I couldn't believe what the hell I was looking at. This thing rewrites all the rules, Danny. And going after it, it scares the hell out of me. A brave man is either scared or he's a goddamn liar. Ông chủ Michael. Michael, đây là cái xe tải của ông già đó. Vâng, là một chiếc Vulcan cổ. Nó có thể bắn đạn có đường kính 20 mm, 6.000 vòng một phút. Anh đã kiểm tra thứ này chưa? Mikey, thứ này đã được kiểm tra chưa? Thứ này có thể thổi tung cả một bức tường lửa. Một bức tường lửa mà không có gì trên thế giới này có thể vượt qua. Mà không bị xé tung thành hàng triệu mảnh. Nó không thể bay, nhưng đây là cỗ máy giết người của chúng tôi. Davis, cậu ta đã nhìn thấy thứ đó bay xuống và đấm một lỗ thủng vào ông già đó. Cậu ta đã đứng đó và nhìn nó móc trái tim ra khỏi ngực bố cậu ta và nuốt nó ngay trước mắt mình.
Miller chỉ mới có 10 tuổi. Anh không thể mất trí thế được, Davis. Anh vừa mới bị chảy máu đêm qua. Bây giờ anh có muốn đoán xem bao nhiêu máu đã dính trên tay tôi không? Bây giờ thì anh sẽ nhìn thấy thứ đó. Vì vậy, bây giờ trên tay anh cũng sẽ dính máu. Và dù anh có làm gì, nó vẫn sẽ ở đó. Cho dù anh có bỏ đi hay không. Gặp nhau ở nhà ga số 1. Tôi có thể xin cậu một ít cỏ khô được không? Chắc chắn rồi, người lạ. Ngựa của chúng tôi đang ở Berlander. Cậu có thể đến đó với Rocket để giành huy chương sao? Bây giờ tôi thậm chí còn không có đủ tiền xăng để đến đó. Có chuyện gì vậy? Bà của cậu à? Phải, sáng nay bà lại lên đồi. Là hét với gió à? Gọi đó là Kenny. Mẹ ạ! Anh có biết anh đã có một con thỏ trong cái bẫy đó không? Đó là lý do nó ở đó. Vì vậy nó phải chịu đựng đau đớn. Còn anh chỉ đến để đặt nó ở đó. Mẹ ạ! Mẹ ơi, anh ấy có một con thỏ trong bẫy. Chào Adi, lâu rồi không gặp cháu. Mẹ đã nói rằng chúng đã ăn hết khu vườn của mẹ mà. Mẹ đã không nói con nên bẫy chúng. Mẹ đã không nói rằng con không nên làm thế. Bà cháu khỏe chứ? Anh ấy không quan tâm đến khu vườn. Anh ấy bẫy chúng vì anh ấy thích giết chúng. Anh ấy thật bệnh hoạn. Ý con là những người thích bẫy và tiêu diệt mọi thứ cho vui à? Tâm thần chẳng hạn. Anh ấy quá ngu ngốc đến nỗi thậm chí không biết anh ấy là một người tâm thần. Được rồi, dừng lại, con hãy xử lý chuyện này trước đi. Ý mẹ là con hãy thả nó ra đi. Nó không hề đau. Đừng để nó cho cái bẫy đó. Như thế thật tàn nhẫn, con yêu. Dừng lại. Đó là một con thỏ, mẹ. Mẹ có biết não của chúng nhỏ như thế nào hơn? Lớn hơn não của con 10 lần à? Vâng, vậy thì mẹ thả nó ra đi. Và con hy vọng nó sẽ cắn mẹ. Đó là một động vật hoang dã, đồ ngốc. Nó sẽ giết chúng ta hoặc bị chúng ta giết. Hãy thả nó ra và ngừng ngay việc bẫy chúng. Được chứ? Đúng là phụ nữ. Kirk, quay lại đây. Hãy nói với họ luật rừng được chứ, Adi. Kirk, ra khỏi xe và thả nó đi. Còn cỏ khô ngoài kho không mẹ? Bố đã lấy tất cả những gì chúng ta có. Thôi được, từ sao tới cũng đang trên đường đến nhà Hawk. Ồ, cậu à? Đúng, và hãy ngậm miệng lại. Anh bạn thân Hawk phải lòng Eddie, mẹ. Nhưng không ai trong số họ đủ dũng cảm để thừa nhận nó. Cậu không muốn đi cùng tớ đến nhà Hawk à? Và làm kỳ đà cằn mũi sao? Cậu có thích cậu ta hay không? Cậu ta thật biết cách làm trò đùa. Và tình yêu đến từ đó. Đồ ngốc. Cái quái gì vậy? Ai đó đã bị lật xe ở đây. Đúng, tôi cũng nghĩ vậy. Tôi nghĩ có gì ở đó.
Thay vì phân bò thì cậu nghĩ có gì ở đó? Không đời nào. Ồ, không cái quái gì. Không đời nào cái gì. Nhìn biển số xe kia kìa. Đánh bại cậu à? Ăn thịt cậu. Không đời nào. Đúng thế. Không đời nào. Câu chuyện đó thật nhảm nhí. Không không, tôi đã nghe chuyện đó thực sự là có thật. Đúng, tôi cũng vậy. Mà người thật sự đã biến mất 20 năm trước. 23 năm rồi và đó chỉ là một câu chuyện. Câu chuyện gì? Gã lái xe xung quanh đây và ăn thịt người trong một cái xe tải cũ kỹ với biển số xe đáng sợ. Jeepers Creepers, kẻ săn lùng sợ hãi. Gì? Đó không phải bài hát mà anh chàng đó hát hay gì gì đó à? Nhìn này, đó là xe tự chế. Ít nhất một thằng ngốc trong mỗi dịp Halloween đều làm một biển số xe cũng đều nói như vậy. Tôi nghĩ rằng nó đã lái vào đây. Dấu vết vẫn còn mới. Cậu nghĩ có ai đó trong này không? Nó vẫn còn ấm. Tất nhiên là ấm rồi. Cậu đúng là đồ chết nhát. Nó được để ngoài trời mà. Ai lại bỏ nó ra đây? Ai sẽ không chứ? Xin chào. Tôi không thể nhìn thấy cái gì. Trong trường hợp họ quay lại, chúng ta sẽ làm gì? Có trong đó không? Này, có trong đó không? Có chuyện gì với cậu vậy, anh bạn? Gì? Tôi chỉ gõ cửa thôi mà. Đừng có làm thế. They put it on front of trains back in the old days. Who'd put it on a truck? This thing is made up of so many different parts. It's like a freaking Frankenstein truck. Man, các cậu tôi nghĩ rằng chúng ta nên ra khỏi đây. Wait. Chờ đã. Break the window. Phá vỡ cửa sổ trước đi. Trời ạ, để chúng tôi làm. Chúng ta phải giết thằng xe tải Frankenstein, đúng không? Xin tiền trên kính chắn gió. Kiss my ass. Hôn mông ta đi, đồ khốn. Tớ có nhìn thấy gì không? Thứ đó đã cố gắng giết tớ, cắn tai tớ. Có lẽ nó sẽ cố gắng để tiêu diệt mọi thứ ngu ngốc hơn nó. Cái quái gì thế này? Những thứ này không thể là thật. Những con ruồi là có thật. Mùi đó là có thật. Chào cậu. Cậu đã lái xe đến để gặp chúng tôi sao? Tới Greton Valley. Được chứ? Vậy 10 kiện cỏ ba lá. Đúng.
Hôm nay bà không đến à? Bà ấy khỏe không? À, cậu không có trong danh sách. Ồ, cậu có muốn nói chuyện với bố tớ không? Cậu có muốn tớ nói chuyện với ông ấy không? Tớ nên cho tên cô ấy vào danh sách của tôi. Anh biết tại sao cô ấy phải sống với bà ngoại đúng không? Adi không thích hợp với bố dượng của cô ấy, nên thay vì đá đít ông ấy, mẹ của cô ấy đã để cô ấy sống với bà ngoại bị điên. Cậu có thể đổ lỗi cho tôi. Ý tôi là nhìn cô ấy kìa. Có chuyện gì vậy? Bernardi, chở nó đi và ra khỏi đây. Nó không còn gì để ăn. Cô làm gì vậy? Cô ấy yêu con ngựa của mình hơn bất cứ điều gì trên thế giới. Và ngay bây giờ nó không có gì để ăn, bởi vì họ đang phá sản. Con nghĩ khi nào họ sẽ trả chúng ta số tiền đó? Nhà nước thậm chí còn không trợ cấp cho họ nữa. Sao bố biết điều đó? Biggs, xuống tại bưu điện. Làm thế nào để con biết? Hãy thận trọng với lời nói của mình, bố. Con có thể làm tốt hơn. Đó là việc của con. Có một chút cỏ cho cậu. Vòng xe lại đi. Chúng ta hãy cho ngựa của cậu ăn sáng. Có chuyện gì à? Tớ nghĩ rằng cậu đã nói cậu có một con ngựa bị bỏ đói. Buông nó ra. Chúng ta phải gọi cho ai đó. Hãy ra khỏi chỗ quái quỷ đó. Cậu muốn chúng tôi làm gì? Được rồi, nghe này, nó đủ dài. Tớ có thể kéo nó ra. Hãy gọi ai đó. Ở đây không có sóng. Đừng nói đến cái điện thoại đó. Được chứ? Kirk, nhìn tớ này. Hãy làm gì đó. Như thế nào? Cậu muốn chúng tôi làm gì? Cậu muốn chúng tôi thử kéo nó ra à? Được rồi, nhấc cậu ấy lên. Ôi, chết tiệt. Được rồi, đến với bà, các cậu sẵn sàng chưa? Giữ chặt lấy cậu ấy, nhanh lên. Đến với bà, tớ sẽ kéo thứ này ra. Các cậu sẵn sàng chưa? Một. Hai. Ồ, chết tiệt! Không, không! Cái quái gì vậy? Không, không! Cứu với! Cứu với! Cứu với! Cứu ta với! Nào, nào! Không! Giúp với! Không! 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 Cứu tôi! Đừng rời bỏ tớ! Không đâu! Tớ không biết phải làm gì! Có lẽ chúng ta có thể cắt sợi dây đó ra! Bằng cái gì? Thử gọi điện thoại lần nữa xem! Nhanh lên nào!
Vậy đây là rocket lừng xanh, hả? Nó đẹp thật đấy. Mày hiểu tao đang nói gì đúng không? Nó hiểu từng từ cậu nói đấy. Vậy sao? Vậy thì... mày có nghĩ là Adi ở đây sẽ cảm thấy thích thú với một gã như tao không? Ở thành phố, mẹ tôi và tôi từng nuôi một con mèo, Adi. Tôi thích mèo. Nó hay đi bậy trong giày của bạn trai bà ấy. Nó luôn làm như thế. Chuyện gì đã xảy ra với ông bạn trai ấy? Bà ấy kết hôn với ông ta. Vậy thì dẹp con mèo đó đi. Tớ không giỏi mấy việc này lắm. Và khi tớ cảm thấy lo lắng, tớ bắt đầu nói quá nhiều. Tớ... kia có phải là bà của cậu không? Cảm ơn cậu đã mang cỏ đến, nhưng xin cậu hãy đi trước đi. Được rồi. Cậu không muốn đến cùng sao? Ý tớ là tớ chuẩn bị đưa phần còn lại của những thứ này đến trang trại của Bernardi. Cậu đã bao giờ đến đó chưa? Nó cũng khá tốt. Ý tớ là nếu cậu muốn, tớ rất thích. Được. Mẹ đang làm gì đấy? Mẹ cần phải biết con đã tìm thấy thứ gì. Mẹ đang làm gì thế? Và tại sao nó lại giết con vì thứ đó? Không, mẹ sẽ không muốn thấy cái mà nó muốn cho mẹ thấy đâu. Đi đi! Đi ra khỏi đây! Đi đi! Dừng lại! Này! Dừng lại! Thôi nào, Kaylin, cô định ra ngoài đó à? Tôi đã có rất nhiều tổ muốn đến đó. Cái gì thế?
Ông đi kiểm soát thứ này sao? Lần đầu tiên tôi gặp Galen là 23 năm về trước, và cái đêm tồi tệ nhất trong cuộc đời cô ấy. Con trai cô ấy là Kenny và bạn gái cậu ta, Dalla Cleway, đã biến mất trên đường đến. Tất cả những gì họ tìm thấy là một cái túi đựng xác trống rỗng. Khi Galen cuối cùng cũng tin vào những gì đã xảy ra với Kenny, cô ấy đã hỏi xem có thể gia nhập đội không. Đó là sự khởi đầu cho tôi. Giống như đêm qua là sự khởi đầu cho anh. Wildfire. That's a $200,000 horse. Yeah, and that looks like Nightmare with her. What are they doing out? I don't know. Where is it? Mà cái đâu sợ nhỉ? Anh bạn. Nhanh lên. Đi gọi cảnh sát trưởng đến đây ngay và mang tất cả những gì ông ấy có. Đi đi. Và hãy ngó trường lên trời. Đi đi. Khóa cửa xe lại đi. Có chuyện gì thế? Tôi không biết. Có mấy người nấp ở dưới cái xe đó. Kéo cửa kính lên. Có chuyện gì vậy? Nào.
Đừng làm ồn. Ai đang ở với cậu thế? Edison Brandon. Có chuyện gì thế? Tôi có súng trong chuồng. Súng? Để làm gì? Tôi có thể chạy đi được không? Lẽ sao tôi đã có thể tự mình chạy đi nếu không vì cái chân tật nguyền này? Thế còn những người đang nằm dưới xe tải? Họ sẽ không đi đâu hết. Họ nghĩ rằng họ biết cái thứ này. Họ còn có một cái tên cho nó. Ông Bernardi. Cái gì thế? Ông đang lẩn trốn ai vậy? Tôi không biết. Tôi đã nhìn thấy nó và tôi không biết nó là gì. Một thứ gì đó hạ xuống và bắt Apple đi. Hạ xuống. Đã khiến lũ ngựa sợ chết khiếp. Chúng nhảy đồng lên trong chuồng. Và nó đã cố bắt cả Matthew nữa. Cái gì đã làm thế? Matthew đã cố gắng chống trả. Chúng ta đang nói về cái gì vậy? Nó đã thả rơi Matthew ở đâu đó ngoài kia. Không, không. Galen! Galen Brandon! Galen! Bà Brandon! Galen! Tôi đã gọi bà. Có chuyện gì vậy? Nó ở đây. Đó có phải điều ông muốn nói không?
Sớm muộn gì cũng thế thôi. Chuyện gì đã xảy ra? Chỉ cần cho tôi biết một điều. Ông có mang theo thứ gì đó có khả năng tiêu diệt được nó không? Con trai tôi đã tìm thấy nó 23 năm trước đây. Kenny. Vào cái đêm trước khi nó chết. Nó rơi từ trên trời xuống. Nó đã không nói cho tôi biết rằng nó đã đem thứ đó về nhà và giấu nó trong hố phân. Lũ ngựa không thích ở lại trong chuồng với cái thứ đó. Mẹ, mẹ đi bắt lũ ngựa đi. Nó đã không nói chuyện gì đang xảy ra. Mẹ, cứ bắt lại mấy con ngựa đi. Có lẽ nó đã chạm vào thứ đó. Và đó là lý do tại sao nó đã rất tức giận và sợ hãi. Nó muốn giết thứ đó, bất kể nó là gì. Có lẽ nó nghĩ rằng mình đã giết được thứ đó. Nó đã siết cổ tôi. Nó ở dưới đó. Cẩn thận. Nếu anh chạm vào nó, nếu anh động tay vào nó, anh sẽ nhìn thấy. Nó như thế nào? Và nó là thứ gì? Anh bạn. Bớt. Cứ nằm yên đi.
Nhanh lên, cô có nhìn thấy cái gì không? Như là cái gì? Có dao và các dụng cụ khác ở hai bên. Tôi có thể thấy được cái gì để cắt dây ra không? Tôi đã cố thử, nhưng thật khó di chuyển. Ông có nghĩ là đứa con đã chết của bà ấy đã đến ngọn đồi sáng nay để bảo bà ấy chuyển đi nơi khác không? Nếu như đúng thì sao? Nếu chúng ta có thể khám phá được bí mật của thứ đó mà cách chạm vào mảnh da thịt của nó. Anh định đi đến đằng kia và nắm bàn tay đó hay sao? Nếu đây không phải là một cuộc chiến thì anh nghĩ đây là gì? Đây là một cuộc chiến không có hồi kết, cho đến khi nào thứ đó không còn tồn tại nữa. Nếu thứ này lại biến mất nữa, thì đến lần xuất hiện tiếp theo của nó, tôi hoặc là đã quá già, hoặc đã chết rồi. Nếu như bí ẩn này là cái mà có thể giúp chúng ta giết được nó thì sao? Nhanh lên. Đôi khi hắn sẽ quay trở lại nhanh thôi. Thường là khi nào hắn bắt thêm được người nữa. Và cậu sẽ không muốn mình bị bắt ở đây đâu. Kirk? Eddie, ôi lạnh chúa tôi. Chân tớ không thể cử động được. Nhưng tớ có thể lết đi, chỉ cần có thể ra khỏi đây. Tớ đã kiểm tra, họ đều đã chết. Hắn cũng nghĩ rằng tớ đã chết và có lẽ cả cậu cũng vậy. Tại sao chúng ta lại chưa chết? Tớ đã ngất xỉu khi hắn bọc tớ lại và ném đi. Nhưng từ những gì tớ biết thì có vẻ như hắn đã quá vội vã để bận tâm xem chúng ta đã chết hay chưa. Hãy ra khỏi đây thôi. Không! Chỉ cần hắn có thể mở nó ra, nếu cậu cố gắng thì nó sẽ bị chặt ra làm đôi đấy. Toàn bộ cái xe này là một cái bẫy chết chóc. Có lẽ nên ra bằng cửa trước. Thử xem cửa trái nhé. Cậu thấy gì nào? Nó chỉ trông giống như một cái tay nắm cửa. Có một sợi chuỗi. Tớ có nên thử không? Thử làm gì? Tớ không biết, có lẽ thử làm điều gì đó. Chỉ là nó giống như cái còi. Thử xem cái tay nắm cửa đi. Hãy cầu nguyện cho một trong những cái cửa này mở ra đi. Hãy đứng ra phía sau ông ấy.
Hãy đứng ra sau lưng ông ấy. Đặt tay lên người anh ta. Danny, tôi biết nơi anh sẽ đến. Anh sẽ quay trở lại. Danny! Danny! Nhìn tôi này, sếp! Cảnh sát trưởng! Sếp, Danny. 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 Nhìn tôi đây. Đến lượt tôi. Sếp. Cậu điên rồi đấy à? Với tất cả sự tôn trọng trung sĩ, ông lùi lại đi. Cậu đừng có bảo tôi lùi lại. Ông không biết. Không giống như chúng tôi. Ông không còn đường lùi nữa rồi. Được rồi. Được rồi. Dừng lại. Dừng lại. Kéo ta ra. Có ai đó nghe thấy tôi không? Lặp lại. Đội phó, buông tôi ra. Có thành viên nào ở đó không? Hãy trả lời tôi, nhắc lại. Đội phó Mike McGrath, xin chào. Tôi tìm thấy một cái xe bị lật trên đồi Tuvi Raw. Ý tôi là lật ngửa ra và vẫn còn đang bốc khói. Nó hướng đến đây. Ai ở đó thế? Có phải là cảnh sát trưởng không? Đây là đội trưởng Miller, chúng tôi đã nghe rõ. Có lẽ nó cách đây 15 phút đi xe. Đừng bật đèn và coi. Nó đang hướng đến chỗ đó. Chúng ta sẽ khiến nó ngạc nhiên. Cô và Brady đến từ phía đông. Miller,
Cậu và Jenkins xem liệu có thể tìm ra con đường nào để đón đầu nó không. Điều quan trọng là hãy cố mà sống sót. Đó hẳn là điều mà bố cậu mong muốn. Hai người đi tìm Adi đi. Và đừng quay lại đây chừng nào tôi chưa yêu cầu. Vậy bây giờ ông ổn rồi sao? Tôi vừa mới thấy ông lăn lộn trên mặt đất như thể bị con gì đang ăn não đấy. Để tôi lái. Danny, chết tiệt, tránh ra một bên và cho tôi lên xe. Tôi không biết cảnh sát trưởng đã nói gì. Họ thậm chí còn chẳng cử ai đến đây. Bớt thật sự khiến tôi cảm thấy đáng mình độc quyền bởi cậu ấy bị hay chấm ai cái gì đó đại loại như vậy và vẫn chưa bình tâm trở lại. Tôi đã chuẩn bị, còn đã để cô ấy đi. Bố à, con không thể giữ được cô ấy. Con đã để cô ấy bị bắt đi và bây giờ cô ấy đang ở ngoài kia cùng với thứ đó đang ở đâu đó. Ngồi xuống. Con đã bỏ rơi cô ấy ngoài kia. Ngồi xuống. Con đã bỏ mặc cô ấy. Ngồi xuống và dừng lại đi. Đừng nói nữa. Tất cả những gì tôi biết là cái xe trông giống như bị lăn tròn. Chúa ơi. Bớt. Not about what I saw. If I even know what that was, it's just how much bigger it is. How much older. It's ancient. Thánh Maria, Mẹ Thiên Chúa. Thì thật. Hãy thẳng thắn nói với tôi, liệu chúng ta có thể giết nó không? Anh vẫn còn là một tay thiện xạ chứ? Chắc chắn rồi. Đưa tôi đến gần hơn đi. Bắn vào lốp xe ấy. Bắn lại đi. Chúng tôi làm từ chất liệu gì vậy? Bắn tiếp. Đồ khốn. Mikey. Đến đây. Tên khốn xấu xí. Ôi Chúa ơi. Tất cả mọi thứ đều bị phản ngược ra lại. Mikey, nghe tôi.
đừng bắn cái xe đó. Mikey, cậu có nghe tôi không đấy? Mikey, nghe máy đi. Mikey, móc máy đi. Mikey, có nghe thấy gì không? Đừng có bắn vào cái xe đó. Đây là để trả thù cho ông già tao và 1,000 người khác. Đồ khốn. Danny. Danny. Danny! Lấy súng đi! Khốn kiếp! Yểm trợ cho tôi. Davis. Get down. Nằm xuống. Don't give him. Đừng để hắn đạt được điều hắn muốn. Hắn sẽ nuốt lấy nỗi sợ của anh. Đừng để hắn làm thế. Đừng sợ. Hãy yểm trợ tôi hết sức có thể. Sau đó hãy rời khỏi đây. Hắn không thể bắt được cả hai nếu chúng ta chia ra. Chia ra. Cả hai chúng ta đều phải bắt hắn, Danny. Chúng ta chỉ cần tập trung hỏa lực. Này! Này! Davis! Biến khỏi đây ngay! Đi ngay! Her!
Dù mẹ nghĩ mình có thể làm gì đi nữa, thì mẹ cũng không thể làm gì được đâu. Con sẽ không cản được mẹ đâu. Cho nên hãy đi đi. Nó đã bắt được con bé. Bây giờ nó đang giữ Addison. Gì cơ? Adi đâu? Bạn đã gọi đến sở cảnh sát. Người trực Banip, Chotola và Poho Contis
Đường dây này chỉ dành cho các cuộc gọi khẩn cấp. Nếu có trường hợp khẩn cấp, xin hãy giữ máy. Adi. Mỗi mùa xuân thứ 23, và trong 23 ngày, nó cần phải ăn. Đó là những gì chúng ta biết. Và những điều khủng khiếp mà nó gieo rắc khi nó tỉnh giấc. Người cha, người mẹ đang mất tích. Anh chị em, con trai và con gái. Chúng ta cũng biết điều đó. Sinh vật đó bao trùm tâm trí chúng ta và làm thay đổi cuộc sống của chúng ta. Cậu đang làm gì ở đây? Họ đưa tớ đến đây. Tớ cũng nhớ họ mà. Họ có đưa cậu đến đây để tớ có thể nói lời tạm biệt. Họ không quan tâm, chỉ là tiện đường thôi. Cậu có ổn không? Tớ ra khỏi nhà, đắm mình trong ánh nắng và quay lại với bạn trai cũ của cậu à? Cậu biết không, họ bảo là nó biến mất rồi. Cậu thực sự tin điều đó sao? Nó chỉ biến mất trong 23 năm rồi sẽ trở lại đúng không? Cậu nghĩ chúng ta còn ở đây để mà khám phá điều đó sao?
Tớ sẽ lo lắng cho cậu. Tớ không thể tin rằng họ lại để cậu đi. Lần trước bọn tớ đã đến đó. Tớ không nghĩ rằng Armageddon sẽ giữ chân bọn tớ được. Có phải bố cậu đang nói chuyện gì không? Tớ có một gia đình họ hàng đang sống ở Bolander. Tớ có thể ở lại thêm một ngày. Tớ sẽ nhớ cậu. Tớ còn nhớ cậu hơn cơ. Chăm sóc xe giúp tớ nhé.